những người khách nào mà của anh mà từ đây cho tới cuối tháng 8 cứ vô đây ăn không cần biết là subscribe từ lúc nào hay là subscribe ngay cửa trước khi bước vô mà cứ đưa em coi cái phone mà thấy có subscribe cái channel youtube của anh thảo em sẽ bớt 10% phần trăm cái gì uh -huh. thiệt đó hả một một tiệc hai chục người vô đây em vẫn bớt như thường ê ê yeah. yeah. hey, cái phải này là mất cái này là không phải subscribe yeah. mà mất subscribe, <cười> <Mít> <cười> subscribe for for me. You. Yeah. tức là các bạn ai từ đây tới tháng 8 Dạ Từ cho hết tháng được Tới tháng 9 hết hè đi Từ từ đây được. tới được. tháng 9 hết mùa từ, hè nha dạ. Nếu ai mà subscribe channel youtube của Dịch Thảo Tức là đăng ký channel youtube của Dịch Thảo Đến nhà hàng Fairy restaurant ăn Sẽ được discount 10% Không cần biết bao nhiêu người vô Vào hết nguyên cái tiệm 100 người cũng được. vậy Discount dạ. 10% dạ. Nhớ nha các bạn Subscribe channel youtube của Dịch Thảo Từ đây đến tháng 9 đến ăn ở nhà hàng Fairy được discount 10% Yes, thank you. Ok. Dịch Thảo xin được cân hành giới thiệu. Hải sản Đỗ Gia là trung tâm đầu mối chuyên cung cấp sỉ dạ lẻ các loại hải sản thiên nhiên 100% được đánh bắt từ vùng biển của Nova Scotia ở Canada. Được nhập trực tiếp từ Canada, các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được bảo quản với trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất với các kho chứa hàng, bể nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn xuất nhập khẩu của thế giới hải sản đổ già nơi phân phối trực tiếp tôm hùm đến các cửa hàng bán sỉ và lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn cõi Việt Nam với giá cả tốt nhất hải sản đổ già ở địa chỉ số 33 đường Tân Sơn Hòa phường 2 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh điện thoại 0898303799 hoặc 0985117676 Việc tạo sẽ được cẩn thành giới thiệu. Xin kính chào quý vị. Tôi là Alicia Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị. Có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short-Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi. Đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alisha đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Việt Thảo, chuyện bên lề số 790 đến 794, nhớ vào xem. Đó là cuộc sống, đó là quyền lợi của quý vị. Nhớ vào xem nha. Alisha xin được cảm ơn. Hello Việt Thảo xin chào các bạn. Trước hết cho Việt Thảo được cảm ơn các cơ sở thương mại cũng như những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện minh lệ của Việt Thảo. Và đặc biệt cảm ơn các bạn đã donate cho kênh youtube của Việt Thảo. Qua những chuyện minh lệ, nếu các bạn thấy là niềm vui, là nhịp cầu đến với tất cả mọi người, thì xin các bạn nhớ subscribe, tức là đăng ký trên channel youtube của Việt Thảo. Và khi đăng ký rồi, hay subscribe rồi, xin nhớ click vào cái chuông để cho nó báo cho các bạn biết mỗi khi có video clip mới của Việt Thảo được upload lên YouTube. Xin được cảm ơn. Thank you. Việt Thảo xin chào các bạn. Hiện giờ là 1 giờ 34 phút sáng. Ở tại bên Mỹ ngày à, thứ 6, 21 tháng 6 năm 2019. Việt Thảo dự định đi ngủ. Trong người nó cũng mệt mỏi. Định là sau khi ngủ thức dậy rồi tinh thần sảng khoái, con người thoải mái, tắm rửa sạch sẽ, rồi sau đó mới thực hiện cái chuyện bên lề lần thứ 902 với cái tựa đề là kho tàng chuyện ma trong dân gian kỳ thứ 45 với cái chủ đề là đi tìm cội nguồn. Nhưng mà trong lòng như lửa đốt, không cho tôi nghỉ ngơi, hình như người trong cuộc muốn thúc đẩy tôi phải thực hiện cho bằng được cái chuyện bên lề này càng sớm càng tốt để cho mọi người nghe vậy đó là cái cảm xúc của tôi nhận được ngay cả trong giờ phút này cho nên tôi quyết định thực hiện các bạn thông cảm cho việc thảo tôi tôi không có chuẩn bị gì cả tôi bật máy lên và tôi quyết định là phải thực hiện cho bạn được câu chuyện tâm linh này. Đây là cái câu chuyện tâm linh nói về việc đi tìm lại một cái người thân mà cái người này đã mất từ lúc hồi còn thanh niên, lúc đi lập nghiệp ở nơi xa, rồi bị giết chết, rồi không biết cái thân xác dù dập chỗ nào và sau này do thân nhân trong nhà muốn đi tìm và đã tìm lại được như thế nào trong hoàn cảnh nào sau khi tìm được rồi thì cái thi hài nó còn nguyên vẹn hay không có đem về được hay không và cái gì nó sẽ xảy ra sau đó ở địa phương nào ở nơi đâu câu chuyện nó hơi phức tạp và nó có nhiều cái tình tiết trong đó với nhiều nhân vật. Cho nên nếu các bạn yêu thích nên theo dõi từ đầu và theo dõi thật kỹ. Câu chuyện này có hình ảnh minh họa vì đây là sự thật và câu chuyện thật của người Sài Gòn kể lại. Một lần nữa Việt Thảo xin nhắc nhở người Sài Gòn đây chỉ là cái nickname, tên đặt thôi. Chứ thực sự người ta có tên họ đàng hoàng, có công ăn việc làm và có nơi ăn chốn ở đàng hoàng. trước khi đi vào câu chuyện thì uh, cho phép việt thảo được uh, cảm ơn một em thương lắm có gửi về cho việt thảo một đô la donate cho kênh youtube việt thảo là bé sen với cái lời nhắn là hy vọng chú không cười vì con donate ít có cơ hội con sẽ tiếp tục support chú Đối với chú thì 1 đô la hay 10 đô la hay 100 đô la giống như nhau. Vì cái tấm lòng chú không kể bằng cái con số. nhé. Xin cảm ơn bé Sen đã support cho chú 1 đô la cho kênh youtube của Việt Thảo. Rồi bây giờ thì chúng ta à, bắt đầu cái chuyện đi tìm cội nguồn. Đi tìm cội nguồn của người Sài Gòn. Được kể như là Chuyện tâm linh ở trong kho tàng chuyện ma dân gian kỳ 45 Qua chuyện minh lại lần thứ 902 Và Việt Thảo cũng xin nhắc lại một lần nữa Hiện giờ thì Việt Thảo ở trong một căn phòng vắng vẻ chỉ có một mình Việt Thảo Và tôi đã được sự thôi thúc của ai đó Muốn cho tôi phải thực hiện liền ngay trong đêm nay để cho các bạn coi Để cho các bạn biết Như là một sự chia sẻ cần thiết trong đời sống để tìm hiểu về những sự việc xảy ra mà chúng ta khó giải thích. Nhé. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng bắt đầu. Kho tàng chuyện ma dân gian kỳ thứ 45, đi tìm cội nguồn. Qua chuyện minh lệ lần thứ 902 với Việt Thảo. <laughs> Từ chốn luyện hình u tối, giọng tiếng bao linh hồn khóc than, niềm thành tinh dân mẹ nhân ái nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha gian nài từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau mẹ mẹ ơi hãy đói thương lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn mỗi khi cái bài hát thánh kinh từ chốn luyện hình của Linh Mục Kim Long được gian lên thì tôi lại nhớ đến một người ông không cùng quyết thống nhưng lại thấm đượm tình máu mủ. Ông chính là người đã dẫn lối. Ông đã bám víu lấy tôi trong suốt hành trình của cuộc tìm kiếm về cội nguồn, tìm kiếm cái nguyên nhân tại sao một người được sinh ra với tuổi đời còn rất trẻ với bao khát vọng về tương lai tươi sáng lại bị đứt đoạn giữa cuộc đời để lại cho người thân cho gia đình bao niềm tiếc thương vô vàn tôi không biết ông tôi không biết ông đã gặp phải cái biến cố đau thương gì ông đã mất hay là ông còn ở trên thế gian này tôi xin lấy bài thánh kinh này để chuyển đến quý vị và các bạn trước khi bắt đầu câu chuyện đi tìm cội nguồn. Từ chốn luyện hình u tối vọng tiếng bao linh hồn khóc than Niềm thành tinh dân mẹ nhân ái. Nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha gian nài. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ, mẹ ơi hãy đói thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Vào năm 2015, tôi có dịp Sài Gòn, từ Sài Gòn đi lên Buôn Mê Thuột để tham dự cái đám cưới của người em họ. Phải kể đây là một đám cưới rất ấm cúng, ý nghĩa và cũng là cái duyên đã đưa Tôi đi tìm về cội nguồn của gia đình người cậu thân yêu ở một nơi xa. Đám cưới kết thúc vào buổi trưa hôm đó và nhà cậu có tổ chức một buổi cơm tối tại một nhà hàng nhỏ dành cho người thân trước khi mọi người trở về nhà. Bữa cơm diễn ra thân mật trong tình gia đình. Vào cuối bữa cơm thì có một bà khá lớn tuổi. Mặc dù là lớn tuổi nhưng mà nhìn thì còn rất trẻ, Bà mới tiến lại gần tôi, bắt chuyện với tôi một cách thân mật. Bà nói như thế này. Bà nghe tin cháu lên tham dự lễ cưới và có tham dự bữa cơm tối, nên bà có mặt để gặp cháu. Bà muốn hỏi cháu về chút việc có liên quan tới bà. Số là bà có một người anh thất lạc lúc 19 tuổi từ năm 1952 cho đến nay tính ra thì ông đã già lắm nếu ông còn sống. Mà bà thì nghĩ là ông thì đã chết rồi. Nhưng gia đình thì không ai biết tin ông ở đâu. Chỉ biết năm đó ông bỏ nhà đi làm thuê ở đồng điền cao su ở Đà Lạt, làm cho pháp và mất tích từ đó cho đến nay. Cách đây mấy năm thì bà muốn gặp ba của cháu để hỏi nhờ tìm kiếm. Nhưng mà bà đi xa nên bà không gặp được. Sau đó một thời gian thì bà tính nhờ một số cha ở bên đạo có ơn bề trên để tìm giúp nhưng mà chưa tìm được ai. Nay thì được gặp cháu bà rất mừng. Bà muốn nhờ cháu giúp bà tìm ông. Vì bà rất thương và nhớ ông anh yêu quý của bà. Như vậy thì bà đã đến tôi và nhờ tôi giúp tìm lại cái người anh đã mất từ năm 1952. Lúc đó theo 19 tuổi. Mọi người đến đây sẽ thắc mắc tại sao bà lại nhờ tôi và có nhắc một cái câu là cách đây mấy năm bà muốn gặp ba của cháu để hỏi nhờ tìm kiếm nhưng ba đi xa nên bà không gặp được là tại vì ba của tôi là một người rất giỏi giỏi hơn tôi gấp gấp trăm ngàn lần về vấn đề tìm kiếm hài cốt của những người đã mất và có lẽ tôi học được từ ba tôi và tôi cũng có được một số khả năng tối thiểu nào đó cũng có thể tìm được hài cốt cho nên bây giờ bà đã đến tìm đến tôi tôi cũng xin nói rõ hơn là mối quan hệ của bà Bà đúng ra gọi là O, tức là cô. Cô của cậu tôi tại Buôn Mê thuộc. Nhà bố của cậu thì có bốn anh em trai và bốn chị em gái. Bố của cậu tôi là con trai cả. Ông bị mất tích là con trai thứ hai. Còn cái bà, bà mà đi tìm ông anh mất tích lại nói chuyện với tôi là người con gái thứ ba ở trong gia đình. Sau khi trò chuyện với bà thì tôi đã nhận lời tìm kiếm người anh của bà cái việc đầu tiên là tôi muốn chụp hình chân dung của bà chụp ba tấm hình đây là cái phương pháp để cho tôi đi tìm đây là coi như phần tư liệu tôi có trong tay bằng cách tôi chụp hình chụp chân dung chụp gương mặt chụp người đó thì cái người thân đây chỉ có bà và tôi chụp hình bà ba tấm hình với cái ba tấm hình này nó sẽ cho tôi cái chỉ dấu của cái sơ đồ người đã khuất vì trên gương mặt của người thân trên gương mặt của người thân nó ẩn hiện những cái dấu vết mà trên đó chúng ta có thể tìm ra được cái sơ đồ cái sơ nét để tìm đến người thân đã mất đi sau khi chụp hình xong rồi thì tôi hứa là tôi sẽ trả lời sớm cho bà khi về tới sài gòn tôi nhìn qua ba tấm hình của bà tôi nhìn kỹ trên gương mặt của bà tôi loay hoay tìm hoài tìm tất cả những đường nét kết hợp lại mà không vẽ được cái sơ đồ vị trí cái chuyện này cũng hơi lạ thông thường thì có thể vẽ được liền hoặc một đô ngày là phải hoàn tất vậy mà vậy mà phải mất vài tháng sau bằng tất cả sự cố gắng và kiên trì nhìn kỹ lưỡng trên những đường nét trên gương mặt của bà thì tôi đã phát họa được cái sơ đồ vị trí. Rồi tôi mới lấy cái sơ đồ này, tôi bắt đầu tìm kiếm và dựa vào không ảnh vệ tinh Google Maps. Nói tới đây thì có nhiều bạn sẽ hơi mù mờ. Cái Google Maps là cái bản đồ ở trên Internet, trên mạng mà người ta dùng vệ tinh để chụp xuống, tức là gọi là không ảnh, Hình ảnh ở trên mặt đất có đồi núi sông đồ nó rõ ràng lắm khi mình close up gần lại. Thì sau khi vẽ cái sơ đồ từ cái gương mặt của bà thì tôi mới so lại ở trên cái Google Map, cái không ảnh để tìm ra cái vị trí. Và từ đó mới vẽ ra được cái bản đồ thực tế để mà tìm kiếm. Thì muốn có được cái bản đồ thực tế đó dựa vào cái sơ đồ mà tôi vẽ được ở trên gương mặt của bà thì ít nhất bà phải cho tôi biết cái địa điểm chỗ nào thì từ đó tôi mới căn cứ ngay trên địa điểm của cái không ảnh trên bản đồ thì lúc đó tôi mới so lại và mới tìm được chính xác. Thì bà cho tôi cái chi tiết như thế này. Bà chỉ biết là năm đó ông bỏ nhà đi làm thuê ở đồng điền cao su ở Đà Lạt cho Pháp và mất tích từ đó cho đến nay chỉ có như vậy tôi mới căn cứ vào địa danh bà cung cấp là thành phố đà lạt để tìm kiếm nhưng có một điều rất lạ là không có một cái vị trí nào trên không ảnh của google maps trùng khốp với cái sơ đồ mà tôi đã vẽ từ cái gương mặt của bà thời gian lại tiếp tục trôi đi Mới đó mà đã gần 2 năm. 2 năm trời tôi không làm được gì cả. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục cố gắng để tìm kiếm. Cái dụng tìm kiếm của tôi bắt đầu kéo dài xuống hết thành phố Bảo Lộc. Nhưng vẫn mịt mờ, vẫn không tìm được. Thì trong tâm trí tôi lúc đó có cái cảm nhận là cái thông tin mà bà đã cho về cái nơi ông thất lạc không đúng. Tại vì nếu đúng thì cái sơ đồ trên gương mặt của bà vẽ ra nó sẽ hợp, nó sẽ nó sẽ chính xác theo cái không ảnh. Nếu cái vị trí thất lạc đúng ngay là Đà Lạt, tôi tìm không thấy, thì tôi có cái 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 cảm nhận rằng cái vị trí bà cho không đúng. Có một điều là khi tôi làm việc giữa đêm khuya để tìm về cái vị trí đó. Khi mà vị trí đúng thì tôi có cái cảm giác liền. Có cái linh cảm là sự hiện diện của ông sẽ có. Nhưng mà tôi hoàn toàn không có linh cảm với cái sự hiện của ông. Mặc dù là tôi làm việc giữa đêm khuya, tôi không có một cái, cái linh cảm nào cả. Phải nói tôi thật sự rất là nản chí. Và Cuối cùng, tôi quyết định bỏ cái cuộc tìm kiếm này. Và tôi mong sẽ sớm gặp lại bà để thông báo là tôi không tìm thấy. Trong thời gian chờ đợi để gặp bà tại Sài Gòn khi có dịp để thông báo cho bà biết là tôi bỏ cuộc. Thì bất chợt tôi lại nhận được điện thoại của người cậu tại Sài Gòn báo cho biết. Cái cuộc điện thoại đó là vào cuối tháng 5 của năm 2017. điện thoại cậu hẹn gặp tôi tại nhà và cho biết tôi sẽ gặp được người chú của cậu chú là ai chú là người con trai kế út trong gia đình là người em trai ruột của ông bị mất tích à đây là người em trai ruột của cái ông bị mất tích và chú từ mỹ trở về thăm quê hương trong tâm trí của tôi chợt lóe sáng hy vọng về sự tìm kiếm có học. Bởi vì anh em trai sẽ có cái dấu chỉ trên gương mặt rõ hơn là các chị em gái. Tại sao vậy? Tại sao là các anh em trai thì cái dấu chỉ trên gương mặt nó rõ ràng hơn là các chị em gái? Theo tôi thôi nha, là tại vì người nữ phải lo việc gia đình, lo chồng con, lo bao nhiêu chuyện nên ít khi nào phụ nữ chú tâm vào người đã khuất hơn là nam giới. Đó là tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng trên thực tế, có nhiều người phụ nữ rất là chú tâm. Nha? Chứ không phải tất cả như vậy. Nhưng mà đại đa số. Vì bận biểu công việc đủ chuyện hết, cho nên ít có người nữ chú tâm đến người đã khuất từ lâu. Nhưng đối với nam giới thì họ không có những cái công việc bề bộn như người phụ nữ. Cho nên họ thường hay nghĩ về những người đã mất từ lâu. Còn nếu nói về phương diện hài hước cho nó vui Thì có lẽ là do các bà Một phần nào là do trang điểm hàng ngày Nên cái đường chỉ trên gương mặt Cũng không rõ nét và trung thực bằng các ông Thời gian trôi thật nhanh Và cũng là ngày ấn định cho cuộc gặp được chờ đợi tại nhà cậu ở Gò Nhập. tới đây thì tôi cũng xin mở ngoặt để nói thêm một điều câu chuyện hôm nay là câu chuyện thật tuy nhiên nó cũng có một số thay đổi có thể tên họ hay cách danh sinh hay địa điểm chút đỉnh để cho nó nó trung thực nhưng mà nó không có thực đến độ là đúng ngay những cái nhân vật mà có thể không hài lòng vì uh, sự việc là của người đó cho nên các bạn ở đây tôi xin nói một câu thầm nếu câu chuyện này có lỡ giống người nào của gia đình nào coi như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên tình cảm không cố ý nhé xin cảm ơn Đêm đó tôi đến sớm nhất để chờ gặp người em trai của ông. Và đặc biệt ngoài ông ra, ngoài người, ngoài người em trai, con cháu cũng đến rất đông. Và cuối cùng thì em trai của ông và vợ cũng đến. Tôi nhìn thấy em trai của ông dốc dáng người đầy đặn, gương mặt, phúc hậu. Xuất hiện trước mặt tôi là một người có cái vẻ hiền lành và đạo đức. Bữa cơm thân mật tối đó thì diễn ra long trọng và kết thúc cũng khá khuya sau bữa cơm thì qua sự giới thiệu của cậu về tôi là người có nghiên cứu về việc tìm kiếm người đã mất mà do nguyên cớ gì đó đã bị thất lạc cái sự giới thiệu về tôi này khiến cho ông và mọi người sum họp bên nhau bàn tán và tò mò lúc đó thì tôi có thuật lại cho mọi người cái quá trình tôi tìm kiếm trong gần hai năm qua kể từ ba cái bức hình mà tôi chụp của bà, cho tới vẽ sơ đồ, rồi so lại không ảnh dựa vào thông tin do người em gái của ông cung cấp cho tôi là ông đã từng làm phu cho Pháp tại Đà Lạt và mất tích tại đó. Thì mãi tới nay sự tìm kiếm của tôi vẫn chưa có sự trùng khớp nào, nên chưa thể kết luận được gì. Khi nghe thông tin mà tôi tường thuật lại như vậy thì người em trai của ông mới đính chính và cho biết thông tin như sau. Cái thông tin này, nó gần như không giống thông tin của người em gái cho. Gia đình bố của cậu sống tại Nghệ An thời khó khăn trước đây. Khi mà thực dân Pháp đô hộ, đó là vào năm 1950, người con trai thứ hai, tức là ông, là cái người thanh niên mất tích, là cái người ông mà mình đang muốn đi tìm. Đó là người con trai thứ hai muốn đi làm ăn ở miền Nam để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng bố cấm vì sự nguy hiểm thời đó. Tuổi trẻ hiếu động, vào năm 1951, ông trốn gia đình theo một nhóm bạn cùng lứa vào miền Nam để sinh sống. Bố tìm kiếm thì được tin biết là con trai của mình theo nhóm bạn vào tận Đà Lạt làm phu cho Pháp qua cái hình thức là làm công nhân cạo mũ cao su cho Pháp. Biết tin tức của người con rồi thì người cha vui buồn lẫn lộn và cứ trông ngóng theo tin tức của con trai mình. Sau đó mấy tháng thì người cha có nhận được tiền của người con trai gửi về phụ giúp. Rồi tiếp sau đó khoảng 6 tháng thì có cái báo điện tính của con trai về cho biết là hiện giờ con làm việc rất cực khổ mà không được trả công. Mới xin bố gửi cho một khoản tiền nhỏ để làm lộ phí đi lại để tìm cách quay về nhà. Bố nghe tin đó vừa thương vừa lo và chấp thuận liền gửi lộ phí cho con trai. Thì sau đó con trai cũng báo điện tính là đã nhận được tiền và đang trên đường về nhà. Cả gia đình mong chờ người con trở về. Chờ đợi. Chờ đợi và mãi tới mấy năm sau cũng không thấy con về. Mới đi hỏi han nhiều nơi, nhiều người, thì được biết thông tin là vào năm 1952, có người đã thấy người con trai ấy có mặt tại ga sông Pha, còn gọi cái tên là Khong Ba ở Ninh Thuận. Trước khi tiếp tục câu chuyện, xin giải thích mở ngoặt nói thêm về cái ga sông pha như thế nào. Để cho câu chuyện nó rõ ràng mạch lạc hơn. Như vậy người ta thấy người con trai đó có mặt tại ga sông pha ở tỉnh Ninh Thuận. Ga sông pha là một cái ga xe lửa bách xích. Bách đây là trăm đó, cái dây xích được kể như là hiện đại nhất thế giới thời bấy giờ mà thực dân Pháp đã đầu tư tại đèo Ninh Thuận lên Đà Lạt để vận chuyển cao su và người bằng đường núi với cái đầu máy kéo toa hàng chạy ở trên cái bánh xích. Ngày nay thì hệ thống ga và bánh xích đã bị hư hại rồi. Đầu máy xe lửa thì không còn được sử dụng và đang lưu giữ tại ga Đà Lạt. Chính phủ Việt Nam hiện đang có kế hoạch cải tạo lại ga nổi tiếng này để đưa vào sử dụng lại trong thời gian sắp tới. Thì từ ga sông pha này muốn ra tới quốc lộ 1A ngay cái ngã tư đi cam ranh để đi về miền Bắc hay đi miền Trung hay đi miền Nam thì mất khoảng 40 cây số bằng đường mòn trong rừng. Ngày nay thì đoạn đường này đã trải nhựa. Đó là nói về cái ga sông pha. Thì nhắc lại là năm 1952, có người đã thấy người con trai ấy có mặt tại ga sông Phà, ở tỉnh Ninh Thuận, và trên đường ra quốc lộ 1A đón xe đò về nhà. Như vậy từ ga đó ra quốc lộ phải đi thêm khoảng 40 cây số đi đường rừng. Nhưng mà trên đường ra quốc lộ 1A đón xe đò về nhà thì người ta thấy là có một tốt người lạ mặt đi theo sau người thanh niên đó nữa. Kể từ năm 1952 thì người con mất tích một cách bí ẩn. Gia đình bằng mọi cách tìm kiếm nhưng mà không thành. Từ đó thì trong phả hệ gia đình, người con trai thứ hai không được đề tên vì nỗi đau của gia đình, vì không muốn ai được biết. Thông tin về người con trai mòn mỏi chờ đợi tìm kiếm và trở thành di chúc thầm lặng của bố với các con khi bố qua đời. Người bố qua đời nhắn lại với các con là Mong các con nhờ người tìm kiếm và đưa người anh không may mắn của bố được sum họp trở về với gia đình. Đó là lời kể lại của người em trai của ông và những tin tức chính xác. Như vậy thì mất tích là ở chỗ ga sông pha chứ không phải là ở đà lạt bây giờ tôi mới hiểu ra thông tin mà bà cung cấp cho tôi mà tôi đã mất gần hai năm tìm kiếm tại đà lạt là không chính xác đó là lý do tại sao mà không có sự hiện diện dẫn lối của ông và việc tìm kiếm của tôi đã đi vào ngõ cụt Lúc này tôi không hình dung nổi ga sông pha hiện nay nằm ở đâu. Nó có còn tồn tại cho đến nay hay không? Suy nghĩ thoáng qua khó khăn nhưng mà tôi vẫn quyết tâm thực hiện. Phát quả sơ đồ vị trí nơi ông bị thất lạc qua khuôn mặt người em trai của ông. Tôi nhớ rất rõ lúc đó là khoảng 11 giờ đêm. Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt của người em trai của ông thì trên dần trán hiện rõ vị trí sơ đồ dẫn đến nơi ông mất tích ở đây tôi muốn nói rõ thêm trên gương mặt của người em trai ông cũng như trên gặp gương mặt của chúng ta có những đường nét những chỗ cao thấp lồi lõm mà đặc biệt nếu muốn cho thấy đặc biệt là người thân thì chúng ta nhìn lên sẽ thấy được những cái nơi mà chúng ta sẽ phát họa được một cái cái sơ đồ dẫn đến cái nơi mà ông mất tích. Thì tôi nhìn thẳng vào mặt và tôi vẽ vẽ nhanh cái sơ đồ trên tờ giấy. Mọi người đều chăm chú theo dõi tôi vẽ. Và đây là cái sơ đồ phát họa cái khu vực mất tích tổng quát mà tôi vẽ ra từ những đường nét ở trên gương mặt của người em này. Để các bạn nhìn vào sơ đồ ở bên trái là phía thế hướng Tây, bên phải là hướng Đông, hướng phía trên là Bắc, ở dưới là Nam. Đây là cái sơ đồ phát quả thôi, chỉ từ trên gương mặt vẽ ra nha. Rồi từ đây tôi mới căn cứ vào cái 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 không ảnh của Google Maps thì lúc đó mình mới tìm chính xác cái địa điểm. Thì bây giờ tôi phân tích kỹ, đây các bạn coi cái cái hình rồi nghe tôi phân tích đây. Bây giờ nhìn lên bản đồ mình có hướng đông tây nam bắc rõ ràng ở phía tây bên trái có một ngọn núi từ đó có một con đường đi thẳng về hướng bắc thì gặp một cây cầu chạy thẳng qua cây cầu này thì gặp đối diện là một ngọn núi hay cái đồi cao ở trước mặt rẽ phải con đường dẫn về hướng đông bên tay phải sẽ gặp một cây xăng các bạn sỏi làm sao biết đây là cây xăng mà trong khi cái, cái, cái sơ đồ này tôi dí vẽ từ trên gương mặt đây là theo cảm nhận của tôi biết rằng nơi đây chỉ có một cái cái chỗ, một cái vị trí, nó chỉ có thể là cây xăng. Đó là theo cảm nhận của tôi. Chạy thẳng con đường về hướng đông này chừng hai cây số thì gặp một cái nhà máy. Qua nhà máy thì gặp ngã ba, rồi đến một cây cầu. Bên trái cây cầu là một bãi đất trống được dân trồng hoa màu xung quanh và được gọi là Nghĩa Trang quan Phế trước đây. Đi vào Nghĩa Trang quan Phế này, phía cuối có dòng nước chảy. Tại đây có hai ổ đất to thì ông nằm giữa hai ủ đất này sát bên cái hố nhỏ. Tôi phân tích như vậy và sau này cái sơ đồ khi tôi dựa vào không ảnh vẽ ra chi tiết là nó gần như chính xác như vậy. Khi nghe tôi nói như vậy chỉ qua cái quả đồ sơ nét thôi thì tất cả mọi người rất tò mò vì họ chỉ nghe tôi nói qua cái hình vẽ phát quà mà những cái bạn vừa thấy thì chính các bạn cũng đang tò mò và muốn đến tận nơi xem có tình hình có thật sự phải vậy không. Nhưng vì đã tối và cũng không biết chính xác vị trí này nằm ở đâu. Tại vì tất cả đều do tôi thấy nó như vậy trên cái gương mặt. Cho nên tôi xin hẹn ngày mai hay là ngày mốt để trả lời sau khi tôi đem cái sơ đồ này về kiểm tra lại với không ảnh của Google Maps. Sau đó thì tôi nhanh chân chia tay mọi người để kịp chạy về nhà tại quận 9 để làm việc ngay trong đêm. Để kiểm tra vị trí sơ đồ đã vẽ xem chính xác hay là không. Khi về đến nhà lúc đó là khoảng 12 giờ rưỡi khuya. Tôi mở ngay cái laptop cá nhân và lao vào kiểm tra sơ đồ từ không ảnh. Các bạn có biết không? Bây giờ cũng vậy chính tôi lạnh cả người và nổi gai áo Và tôi cũng nhớ như in trong đầu ngay lúc đó dường như có một luồng sức mạnh vô hình đứng ngay phía sau lưng của tôi chỉ lối và dẫn dắt khi tôi kiểm tra sơ đồ từ vệ tinh. Tôi mở ngay bản đồ không ảnh tại địa bàn Ninh Thuận. Đây, các bạn nhìn thấy cái không ảnh tôi mở ra từ tại địa bàn Ninh Thuận của Google Maps Bây giờ nhìn cái không ảnh này thì các bạn chỉ thấy có một cái chỗ đen là cái hồ thôi, rồi có một điểm đỏ đỏ không biết nó là cái gì nhé. Rồi xung quanh đó nó có chỗ trắng chỗ xanh không rõ cái gì. Bây giờ tôi xin vẽ rõ hơn các bạn nhìn thấy bằng trên mực nhé. Các bạn có phải thấy cái con đường đỏ là con đường đất để đi nha, con đường để đi. Rồi có những cái dạch màu vàng thì bây giờ các bạn thấy như hồi nãy tôi giải thích các bạn nhìn kỹ là một cái sơ đồ sơ đồ tôi vẽ phát quả và cái sơ đồ giữa vào không ảnh hai cái nó trùng thích với nhau ở phía trên là ngọn núi phía tây có ngọn núi ở dưới có con đường đi lên qua con cầu qua cây cầu quẹ qua tay phải trước khi quẹo tay phải ngay phía trước có cái đồi cao có cái núi đúng không nè. rồi qua phải chỗ đó có cây xăng và đi qua rồi phía bên trên có khu đất như giải thích hồi nãy các bạn thấy có sự trùng hợp nhé. Thì từ không ảnh địa hình của Google Maps à, của địa bàn Ninh Thuận thì ngã ba cam ranh tại Ninh Thuận xuất hiện thêm cam thượng đông đi về hướng Tây là cam thượng Tây. Thì tôi lần theo sơ đồ không ảnh thì hoàn toàn nó khớp với cái sơ đồ mà tôi phát quả như các bạn nhìn thấy đây. Rõ ràng, thấy chưa? Rồi. Tôi mới lần theo dấu vết đến mảnh đất nghĩa trang Quang phế được cho là nơi mà ông được chôn cất thì tôi dùng con chuột máy tính lướt ngang qua mảnh đất nhìn từ vệ tinh của không ảnh đây đây là cái hình từ không ảnh các bạn có thấy gì không đó cho các bạn nhìn kỹ chỉ thấy những chỗ đen trắng có phải không nào dạ bây giờ tôi mới dùng cái bút đỏ tôi khoanh tròn lại để cho các bạn xem tập trung lại địa điểm khoanh tròn thôi các bạn thấy cái gì Tôi tin là các bạn đã thấy cái hình dạng rồi. Đó là cái hình đầu lâu. Đội nón lá xuất hiện ở trên khu đất chụp từ không ảnh. Đây là cái khu đất chụp từ không ảnh nha. Không phải tôi chụp mà của Google nha. Đó, các bạn nhìn xem. Có phải ngoài trước có hai con mắt không? Một con mắt nhỏ, một con mắt lớn. Phía trên đội cái nón lá. Cái gương mặt người đàn ông rõ ràng. thoáng chợt nhìn thấy xuất hiện rõ ràng là cái hộp sọ đây là cái cái sọ của một người đàn ông trung niên coi kỹ nha tôi chỉ lại nè một cái mắt to và một mắt nhỏ đội chiếc nón lá thời xưa mà khi nhìn tôi thấy liền lập tức giống với người em trai của ông ta mà từ bên mỹ vừa mới trở về các bạn có biết trong đêm vắng lặng cái bàn tay cầm con chuột máy tính Như có người cầm tay tôi Rê con chuột theo đúng hướng sô đồ đã vẽ trên không ảnh Tôi đã cảm nhận được Rõ ràng là có sự hiện diện của ông ngay trong phòng Đứng ngay bên cạnh tôi Và xác nhận đây chính là vị trí người ông quá cố đã nằm tại đây Tự dưng gái của tôi lạnh toát hết Và người của tôi run lên bẩn bật Vì ông cái cảm giác ông hiện diện ngay trong phòng lúc này đứng sau lưng tôi để mà cầm tay tôi đẩy cái con chuột và chỉ cái vị trí của ông tôi lấy lại bình tĩnh nhìn xung quanh nhìn xung quanh nhà mà nơi tôi đang ngồi coi có ai hay không tôi cũng không kịp có thấy ai hay không nữa nhưng mà tôi phải liền lập tức nhanh tay chụp lại hình cái khuôn mặt và vị trí địa hình ở trên không ảnh Tôi lập tức gửi thông tin này qua email cho cậu và báo rằng tôi đã thấy. Nhưng do đêm khuya tôi không có muốn làm phiền, sẽ liên hệ lại vào sáng ngày hôm sau. Sau khi gửi xong thông tin cho cậu thì đồng hồ cũng đã 2 giờ sáng. Tôi liền làm vệ sinh cá nhân và chộp mắt để lấy sức cho cái cuộc trao đổi vào ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau tôi dậy sớm không phải hôm sau mà ngay trong sáng hôm đó tôi dậy rất sớm lúc 6 giờ sáng sửa soạn và đến công ty với một cái tinh thần khác lạ hơn rồi tôi đang chờ đợi cái cuộc nói chuyện với cậu thì tầm cả lúc 8 giờ sáng cậu gọi cho tôi báo tin là đã nhận được thông tin vị trí và những hình ảnh mà tôi đã gửi tối hôm qua vị trí đã trùng khớp với thông tin người em trai của ông đã cung cấp và một điều đặc biệt là tấm hình cái đầu sọ một người đàn ông trung niên xuất hiện trên khu đất được xác định là khu vực mà ông mất tích cái hình ảnh này giống hệt với bố của ông tức là ông nội của cậu bởi vì trong gia đình từ bố đến các con trai ai cũng có mắt trái thì nhỏ với đôi cũng có mắt trái nhỏ với đôi tráng cao trùng hợp với người xuất hiện trên khu đất Trong ngày hôm đó, gia đình cậu họp bàn, kiểm chứng thông tin, đã cung cấp. Với sự có mặt em trai của ông và sau đó có mời gặp tôi và đã thống nhất giao cho cậu tôi với lại một số người anh em bàn tính phương tiện di chuyển đi đến nơi đã xác định để tìm kiếm thông tin trong thời gian sớm nhất. Sau vài ngày bàn luận thì thời gian phù hợp giữa chúng tôi với nhau là ngày 23 tháng 3 năm 2017. Ngày đó được ấn định thì tôi nè, cậu nè và vợ chồng em cậu sẽ di chuyển bằng xe 7 chỗ ngồi để đi tới Ninh Thuận tìm kiếm thông tin. Theo lịch trình thì cậu cùng với vợ chồng em cậu và tài xế sẽ di chuyển từ gò dấp lúc 4 giờ sáng. Khi tới quận 9 đón tôi và cùng di chuyển về Ninh Thuận, nhưng đến 5 giờ sáng thì cậu lại báo là em gái đi chung bị cao huyết áp đột ngột nên không đi được khi nào thì hạ huyết áp ổn định rồi thì cho e, thì cậu và em rể mới đi được nhưng mà không biết là mấy giờ theo lịch trình thì tôi đã xin phép nghỉ ngày hôm đó nên tôi đành từ đầu hẻm đang đứng chờ xe tôi quay về nhà nghỉ một chút rồi dự định quay trở lại công ty làm việc trong đầu lúc đó tôi thoáng nghĩ có lẽ ông không có muốn con cháu cực khổ và không muốn cháu gái đi cùng nên không cho đi. Ý của ông là như vậy thì thôi tôi cũng đành phải chấp nhận. Tôi đang ngồi uống ly cà phê để thư giãn chuẩn bị lái xe đi làm thì điện thoại đổ chuông. Mở điện thoại ra tôi thấy cậu gọi tôi mới vội nghe. Cậu báo là em gái đã hạ huyết áp nhưng sức khỏe không tốt nên không tham dự trong chuyến đi này. Nếu mà tôi chấp thuận dời thời gian nghỉ phép dài hơn thêm một ngày thì cậu và em rể sẽ xuống quận 9 đón tôi đi và cùng đi cho kịp. Có xuống thì khoảng 9 giờ rưỡi sáng mới tới nơi. Tôi mới thoáng nghĩ trong đầu đúng là ông không muốn cháu gái đi cùng cho nên tôi đã lập tức nhận lại. Tôi vũ nhanh cho xong ly cà phê và chuẩn bị đồ đạc cho chuyến hành trình có thể là dài ngày. Và đúng 9 giờ 30 xe đã đến quận 9 tôi, cậu với Dượng cùng nhau lên đường cho cái cuộc hành trình tìm về cội nguồn. Có thể nói xe lao đi rất nhanh và không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đoạn đường từ Sài Gòn đến Ninh Thuận và khu vực rừng ga sông Pha dự kiến là khoảng 500 cây số. Khoảng 5 giờ chiều thì mới tiếp cận được khu vực này. Theo đúng dự tính thì 4 giờ chiều xe đến được ngã tư Ninh Thuận. Một bên phải đi Cam Ranh, bên trái là về ga sông Pha. Theo ước tính từ ngã tư này tới vị trí có nhà máy kế bên mảnh đất với cái đầu lâu đội nắng lá xuất hiện sát bên cầu khoảng 50 cây số. Có thể nói cái sự hồi hộp kèm theo cái cảm giác vừa đi vừa tìm kiếm, hỏi thăm dân làng. Cái sự hồi hộp đó càng ngày càng gia tăng thêm. Đoạn đường năm chục cây số này rất khó đi vì đường xấu và hẹp. Có lúc đi lạc và định hướng la bàn sai, rồi sự hồi hộp càng tăng lên khi xe đến gần khu cái cầu mà có dòng suối cắt ngang, được xác định là địa bàn mà ông đã nằm lại đây 68 năm qua. Khi qua cầu với dòng suối cắt ngang thì ngọn núi hiện ra trước mặt. Đúng như là trên sơ đồ đã vẽ. Dạ khi ngọn núi hiện ra trước mặt rẽ phải có ngay cây xăng. Cảnh tượng hiện ra đúng như là sơ đồ đã phạt quả. Tôi mừng thầm trong bụng vì mọi việc tiến triển rất là thuận lợi và nó trùng khớp với những gì đã xuất hiện trên gương mặt của người em đã vẽ qua sơ đồ cũng như cái thực tế địa hình. Nhưng mà tới đây thì trời đã nhá nhem tối và tôi thúc giục cậu lái xe thật nhanh để tới vị trí có nhà máy kế bên mảnh đất với cái đầu lâu đội nón lá xuất hiện sát bên cầu trước khi trời tối xe chạy thật nhanh chạy thật nhanh băng qua một khu rừng nhỏ đến một ngã tư nhà máy chế biến thức ăn gia súc xuất, xuất hiện và đến một bãi đất trống hoang vắng kết thúc cái mảnh đất này là cây cầu nơi ở trên không ảnh xuất hiện cái đầu lâu đội nón lá lúc này thì xe dừng lại trời cũng chập chọn tối dần không còn nhìn thấy mặt người tôi bước xuống mở cửa xe đứng trước không gian vắng vẻ chỉ cảm nhận làm sao cho quen dần cảnh vật xung quanh và cảm nhận được sự trùng hợp giữa thực tế với sơ đồ phát quả ban đầu tôi nhanh chân chạy xuống gần nhà máy có thấp thóm vài người tôi hỏi vội là ở mảnh đất này có ai chôn cất người chết xưa kia không vậy Mọi người nghe tôi hỏi, nhìn tôi sợ sệt không nói gì. Rồi mới khua tay nói là, ở đây là nhà máy làm gì có ai chết. Đi đi đi, đi chỗ khác mà tìm đi. Tôi mới vội chạy lại chỗ cậu và giường đứng cạnh xe đang chờ. Cả ba cùng chạy vội đi tìm địa hình xung quanh. Được gần 10 phút thì trời sập tối không còn thấy gì. Chúng tôi cố gắng dùng ánh sáng điện thoại. Nhưng đành phải dừng lại chờ Tại vì cuộc tìm kiếm này phải vào ngày mai thôi. Hôm nay không cách gì tìm được. Bây giờ cái chuyện cấp bách trước hết là phải tìm gấp một cái nhà nghỉ nào để qua đêm. Vì ở giữa rừng. Hay là bây giờ phải quay ngược ra ngã tư cam ranh để thuê nhà nghỉ. Rồi sáng mai trở lại tìm kiếm. Trời đã tối rồi. Ba chúng tôi đi hỏi thăm nhiều người địa phương. Họ cho biết nếu ra lại ngã tư cam ranh thì rất xa. Thuận tiện thì phải vào trung tâm xã Cam Thuận Đông. Chỗ đó có một nhà khách mà xin trọ qua đêm cho tiện. Theo sự hướng dẫn thì xe chạy rẽ vào một ngôi, một cái ngã ba. Đến trung tâm xã không xa thì thấy một nhà khách vắng vẻ khá cũ với một ít sinh viên dân tộc sinh hoạt tại đó. Sau một hồi thương thảo với chủ nhà khách cho biết ba người ở lại qua đêm với giá 150.000 đồng. Không còn cách nào khác. Giữa xã vắng vẻ, ba chúng tôi chấp nhận nghỉ qua đêm tại đây với một căn phòng khá rộng, ba giường ngủ, thiết bị, dụng cụ, coi như đã hư hỏng gần hết. Quá mệt, chúng tôi lăn ra ngủ sai để lấy sức cho công việc tìm kiếm ngày mai. Sáng hôm sau, chúng tôi trở lại mảnh đất sát bên nhà máy. Sau một khoảng thời gian dạo quanh kiểm tra và tìm kiếm, vì khu vực này rất ít người qua lại, người dân sinh sống là người đồng bào hờ mông, không biết nói tiếng Việt rành. Chúng tôi gặp một bác nông dân người đồng bào đang trồng lúa sát mảnh đất mà chúng tôi cho rằng có ông ở đây và hỏi thăm. Thưa chú, có phải nơi này trước đây có chung cất vài người qua đời nhưng nay đã bỏ qua hay không? Bằng cái vốn tiếng Việt có hạn, người nông dân trả lời nhưng rất là rõ ràng. Nghĩa trang chung cất người chết thì nằm trong núi hướng Bắc, xa nằm trong núi. Còn ở đây không có ai được chôn cất. Trước đây có vài người chết, họ chôn ở xa dưới kia sát cây cầu nhưng nay không còn nữa. Theo chỉ dẫn chúng tôi lái xe hỏi thăm dân làng rất kỹ. Gặp ai cũng hỏi để đến Nghĩa Trang hướng Bắc. Vượt qua nhiều đoạn sông cuối cùng cũng đã đến Nghĩa Trang. Nhưng Nghĩa Trang này của người dân tộc trưng bày nhiều hình nộm âm u kỳ quặc không đúng với sơ đồ đã phát quả. Chúng tôi tiếp tục băng rừng đi vào sâu tìm kiếm nhưng không thấy một chút gì sự trùng khớp đối với sơ đồ đã dẹp. có thể nói cậu và dượng rất là nản không biết định hướng đi đâu chỉ đi theo phía sau tôi tôi đi tới đâu thì cậu và dượng đi theo tới đó tiếp tục đi một đoạn thì xe không vào được vì cây lúc đó cao hơn cái gầm xe xe chạy bị dướng không được nên cậu và dường phải quay xe trở ngược lại ra đường lớn. Lúc này tôi tố có cái cảm nhận Tôi có cái cảm nhận là lời bác nông dân đề cập đến cái khu vực sát chân cầu có chôn người chết trước kia. Tôi nhớ cái câu nói rất rõ. Trước đây có vài người chết, họ chôn ở xa dưới kia sát cây cầu. Nhưng nay không còn nữa. Tôi dựa vào câu nói đó. Tôi quay lại ra hiệu cho cậu và dượng quay xe ra đường chờ tôi, đừng có đi theo tôi nữa. Tôi mới tách nhóm, tôi men theo bờ ruộng đi về phía bãi đất trống gần cầu. Tôi đi theo bờ ruộng gần một cây số. Thì tôi gặp một cái hồ nước hồ nước này phản phất cái gì đó nó giống với cái sơ đồ đã vẽ khi băng qua hồ nước thì gặp dòng suối tiếp giáp với bãi đất trống mà nơi có đầu lấu xuất hiện đội nón lá tại đây tôi thấy có hai cái ủ đất rất lớn nằm sát nhau mà trong sơ đồ phát quả đã xác định từ ban đầu tôi đi một vòng kiểm tra địa hình thì hoàn toàn khớp với những gì đã phát quả khi đã chắc chắn trùng khớp với sơ đồ thì tôi đứng tôi vẫy tay tôi gọi tôi mới la lớn cho mọi người nghe cậu ơi đã thấy rồi ông nằm bên này nè thì cậu và dượng thấy tôi kêu hét vậy mới chạy lại thì cả ba cùng đi qua khu vực này mở sơ đồ đã vẽ để đối chứng với địa hình thực tế thì mọi người lúc đó ngạc nhiên tất cả mọi chi tiết đều đúng chỉ lạ là không thấy ngôi mộ nào được chôn có nắm khu vực ông nằm là ở giữa hai cái ủ đất lớn mà hai ủ đất này không giống ngôi mộ và một điều lạ là mảnh đất này không ai trồng trọt chỉ có các cây lớn giữa hai ủ đất có mọc một cây rất cao xòe bóng mát lớn Nói tới đây xin nhắc các bạn, nếu có hình ảnh tôi để vào để các bạn theo dõi. Được nhận nhiệm vụ là người kiểm chứng thông tin thực tế nên chúng tôi tranh thủ quay phim và chụp hình toàn bộ khu vực để mọi người ở xa có thể nhìn thấy. Lúc này thì tôi nhớ đến cách thức giao tiếp với người đã khuất bằng hình ảnh. Tôi mới nguyện như thế này. Con không biết ông thế nào, cao hay thấp hay có đặc điểm gì thì xin ông hãy ghi dấu trong ba tấm hình con xin phép chụp. Tôi đứng ở một bụi cây gần đó, quỳ gối thấp ba nén nhang và khấn lại rồi đưa máy ảnh lên chụp đúng ba tấm hình rồi tắt máy ảnh và tôi không có dám xem. Ba chúng tôi đi quanh kiểm tra sự chính xác và chụp hình các hình cần thiết một lần cuối trước khi quay trở lại Sài Gòn. Trời lúc này đã 11 giờ trưa, nắng rất nóng và oi bức. Chúng tôi cho xe dừng lại một bề rừng, sát cổng một căn nhà duy nhất trong khu vực, để nghỉ ngơi và dùng cơm trưa dưới gốc cây. Cái bữa cơm trưa của chúng tôi có sôi và nước mang theo từ ngày hôm qua, đang dùng cơm trưa thảo luận về vị trí đã tìm thấy thì bỗng dưng có một người đàn ông từ trong nhà đi ra tới gần chỗ chúng tôi ngồi và hỏi thăm chúng tôi tường thuật lại câu chuyện tìm kiếm người mất tích theo thông tin chỉ lối cho biết thì người ông thân yêu của chúng tôi lần cuối cùng có mặt tại nơi này chúng tôi đã tìm đến khu vực nhưng dấu tích không được rõ lắm vì thời gian rất lâu và đang tìm người xác minh lại thông tin nghe vậy thì người đàn ông xác nhận ông là người mới tới đây vài năm nên thông tin không được biết rõ nhưng mà ông ta có nói cái này nếu rành thông tin khu vực này thì các anh phải tìm đến chú hai tám ngón nhà ở đầu cầu gần suối khi rẽ vào khu này thì ông ta biết ông ta là cựu giám đốc kiểm lâm đến đây sinh sống năm 1968. Nhưng tôi không dám chắc là ông ta có biết ông của các anh không, vì ông của các anh mất tích từ năm 1952 lần. Mà năm này thì chú hai chưa đến. Chú hai là người thông thạo địa hình khu vực này, mai ra có thể giúp được các anh. Nghe vậy chúng tôi vội dùng bữa trưa thật nhanh. Cảm ơn người đàn ông đã cung cấp thông tin và hỏi lại thông tin địa chỉ nhà chú hai trước khi lên được. Chúng tôi lên đường tìm đến nhà chú hai. Cách chỗ chúng tôi tìm kiếm không xa, nằm ở đầu cầu có con suối lớn chảy qua. Đến đầu cầu chúng tôi hỏi thăm thì người dân chỉ rất cụ thể. Căn nhà cũ giám đốc kiểm lâm xã Cam Thuận rất to và có hẳn một quán cà phê kế bên khá dễ tìm chúng tôi bước vào nhà hỏi thăm được biết chú hai đang nghỉ trưa không tiếp khách buổi trưa chỉ tiếp khách sau giờ nghỉ chúng tôi không muốn làm phiền gia chủ nên ghé vào quán cà phê bên cạnh giải khát bằng cà phê và nước ngọt trong thời gian chờ đợi được gặp mọi người nằm võng mở lại các hình đã chụp trong điện thoại để kiếm chứng lại tôi cũng mở các hình ảnh xem khi mở đến ba tấm hình sinh ông sinh ông được chụp khi nãy tấm hình thứ nhất tấm hình thứ hai vẫn bình thường khi mở tấm hình thứ ba tôi thấy ngay trong gốc cây giữa hai ụ đất xuất hiện chân dung người đàn ông trẻ tuổi một mắt bên phải nhỏ và mắt bên trái bị thương máu chảy tôi dụi mắt nhìn lại kỹ một lần nữa thì vẫn thấy hình chân dung người đàn ông bị thương ở mắt trái lúc này tôi mới la lên cậu ơi chính xác ông nằm sau gốc cây giữa hai ủ đất to cậu và dượng dội dùng dậy chạy qua xem hình trên máy rất kỹ rồi phân tích chân dung người đàn ông này giống ông nội của cậu và giống với cái hình đầu lâu đội nón lá đã xuất hiện trên khu đất đến đây thì cũng đến giờ được phép vào gặp chú hai mọi người bước vào phòng thì thấy chú hai tóc bạc tay có tám ngón đón tiếp rất thân thiện chú hỏi chúng tôi đi đâu mà tìm đến đây cậu tôi liền trình bày chúng tôi đi tìm ông trường Thất lạc năm 19 tuổi, từ năm 1952 cho đến nay, nhưng vẫn không tìm thấy. Nay nhờ thông tin chỉ dẫn được biết, ông có đi qua đây. Có sơ đồ chỉ dẫn tìm đến khu vực, nhưng mà theo năm tháng giống tích không còn nhiều. Khi đi tìm thông tin kiểm chứng thì có người chỉ đến đây. Ông Hai nghe vậy thì vào trong phòng lấy tờ giấy ghi chép lại thông tin về ông của chúng tôi. Ông là cụ giám đốc Kiểm Lâm đi dùng kinh tế mới Cam Thuận Đông vào năm 1968 cho đến nay, là người thông thạo đường đi và nắm rất nhiều thông tin liệt sĩ đã hy sinh tại khu vực này và đã giúp người thân của họ tìm kiếm được. Khi được trình bày và ghi chép xong thì chú Hai xác nhận không hề biết thông tin này vì thời gian chú vào sau thời gian ông bị mất tích những thông tin về vị trí nhà ga tàu điện hồi xưa cho đến nay là hoàn toàn đúng khớp với sơ đồ đã về trò chuyện một hồi lâu thì chú hai đề xuất đưa chúng tôi đến xem một ngọn núi linh thiêng thăm lại nhà ga sát bên hồi trước để có cái nhìn tổng thể và chúng tôi đồng ý nhận lời đi cùng chú hai xe lăn bánh đến ngọn núi đá thiêng liêng của người chăm mọi người vào thắp nhang. Lúc thắp nhanh, lúc thắp nhang, chú lôi tờ giấy ghi chép khi nãy ra đọc to với thần linh trước chúng tôi và nguyện xin các đấng thánh khu vực này giúp chỉ lối và nếu là đúng ông thì cho chúng tôi đưa ông về nhà. Chúng tôi theo sau chú hai dẫn lối, theo cái con đường mòn đi một đoạn, thì nhà ga với hai chủ Krongpa xuất hiện. Một nhà ga gần cả trăm năm bị bỏ hoang, với một vài người vô gia cư sống bên trong. Từ nhà ga trên cao, chúng tôi nhìn hết toàn cảnh sơ đồ đã vẽ hoàn toàn khớp với địa hình hiện tại và dần hiểu ra ông của chúng tôi bị mất tích như thế nào. Sau khi ông bỏ trốn di chuyển bằng xe lửa bánh xích từ Đà Lạt về đến ga Kronpa, Ninh Thuận ông đã theo đường mòn từ ga ra ngoài ngã tư cam ranh để đón xe hay dùng phương tiện gì đó để về quê ở nghệ an khi băng qua ngọn núi rẽ ra hướng ngã tư cam ranh được năm cây số thì đến khu vực bãi đất trống có nhà máy và cây cầu sát bên thì mất tích tại đây chúng tôi đưa chú hai trở về nhà và chia tay chú kết thúc hành trình trong hai ngày tìm kiếm chúng tôi lên đường trở về nhà chuyển thông tin đến mọi người trong gia đình và chờ đợi ngày quay trở lại đưa ông về lại quê hương sau khi trở về sài gòn tất cả các anh em con cháu của ông tụ họp lắng nghe và bàn bạc kế hoạch mọi người dần hiểu rõ thông tin về nơi ông của mình mất tích lâu nay và cần xác thực rõ ràng vị trí được cho là ông đã nằm lại tại khu đất trống ở làng Cam Thuận. Em của ông đã ủy quyền cho cậu Úc. Anh em của cậu sống tại Sài Gòn và tôi là những người có thời gian thuận lợi tiếp cận để tìm hiểu thêm hầu đưa ông về nhà vì ông phải trở về Hoa Kỳ để sinh sống. Thì cái ngày đưa ông về đã được ấn định là ngày 7 tháng 5 năm 2017 để việc tìm kiếm chính xác thông qua việc giám định bằng máu. Cái việc giám định này bằng cách là nếu anh em ruột trên hài cốt. Nói rõ để cho chúng ta, giám định bằng máu anh em ruột trên hài cốt là sao? Những người mà cùng huyết thống thì khi nhỏ máu lên hài cốt, máu nó sẽ tan nó sẽ thấm tan dần và vào ở trong cái xương cốt còn nếu không phải thì nó chảy luôn nhé thì nên có em gái của ông cùng tham gia cùng ba cháu và tôi xe khởi hành từ sáng sớm để kịp đến hiện trường vào buổi trưa biết sự giúp đỡ của ba người dân địa phương để cho công việc đào bới với lại dự tính là hai ngày tìm kiếm tại hiện trường mọi người di chuyển từ sài gòn đến 11 giờ là đã có mặt tại ninh thuận để chuẩn bị thức ăn dụng cụ nhang khói giữa dùng ít người qua lại mọi người dừng lại tại chợ địa phương cách vị trí tìm kiếm là năm cây số trong lúc mọi người mua đồ tôi ghé ngang tiệm bán nhang đèn mua một bó nhang một bó bông và mua chín trái quýt làm lễ vật cho ông sau khi mua sắm xong xe di chuyển đến nhà bác hai mới xin bác báo cho chính quyền cho phép chúng tôi được tìm kiếm đưa ông về. Mọi việc đã xong và chúng tôi cũng đã đến hiện trường để tiến hành công việc lúc 11 giờ 30 Chúng tôi dựng một lều tạm trú nắng. Phụ nữ thì làm công việc nấu cơm trưa, một cách giả chiến thôi để cho mọi người có ăn. Còn tất cả đàn ông với ba người dân địa phương sẽ đào bới tìm kiếm mọi người trưng bày lễ vật tại vị trí mô đất cao giữa hai ụ đất nơi đó được xác định là có hài cốt của ông ở phía bên dưới là nơi đứng để đọc kinh cho ông trước khi tiến hành lúc này tôi cần phải tập trung tối đa tinh thần để xác định chính xác vị trí nếu trật vị trí thì công việc sẽ kéo dài. Là tại vì xác định không đúng, đào bới không đúng, phải di dời rất là khó, tìm rất lâu, đào rất mệt. Mà nếu đúng thì đào sẽ rất nhanh chính xác. Mà nếu đào không đúng thì mọi người sẽ quan mang thêm. Cho nên phải thật là tĩnh tâm, thật là tập trung để tìm, để, để chẩn đoán cho chính xác vị trí để đào. Tôi chưa quyết định liền, mà tôi đi lòng vòng. Tay cầm theo bịch quýt chính trái mua cho ông, và nhớ lại cái buổi cây lần đầu đến chụp hình. Với sự xuất hiện của ông, tôi ngồi dưới gốc cây này để tính toán lại vị trí lần cuối trước khi cho mọi người tiến hành đạo đất. Đang ngồi suy tính thì có một con búm trắng con búm màu trắng bay đậu vào đầu của tôi rồi bò xuống phía tay phải tôi nhìn thấy rất lạ tôi lấy tay trái kéo con búm thì nó lại bò qua tay trái rồi bay lên bay xuống đậu vào bàn tay trái ba lần và bò lên cổ của tôi tôi thấy lạ lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này vừa chụp hình xong thì con búm bay qua gốc cây đậu vào giữa hai cái ủ đất lớn rồi con búm trắng bay vào bầu trời xa và không quay trở lại tôi ngồi tôi suy nghĩ con búm trắng đậu vào đầu tôi bò xuống tay phải tôi thò tay tôi kéo con búm trắng thì nó lại bò qua tay trái rồi bay lên bay xuống đậu vào bàn tay trái ba lần bò lên cổ của tôi tôi chụp hình nó nó bay qua gốc cây đậu vào giữa hai cái ụ đất lớn rồi con búm trắng bay vào bầu trời không trở lại. Tại sao ngay phút đó lại có con bướm trắng xuất hiện đậu lên người tôi? Nó muốn nói cái gì? Tôi rất là tò mò muốn biết, tôi tiến lại ngay vị trí con bướm vừa đậu. Trong lòng có một chút suy nghĩ về vị trí này, và tôi yêu cầu mọi người dời bàn cúng về vị trí này. Và lúc này thì tôi đặt bịch quýt chính trái bỏ vào một cái dĩa để dâng cho ông và xin ông nếu chính xác vị trí thì cho chúng con dấu chỉ để xác nhận lần cuối. Thì lúc đó mọi người cùng đọc kinh thắp nhang xin phép ông được đào bới để tìm kiếm. Em gái của ông xúc động phát biểu vài lời với ông trước khi mọi người tiến hành tìm kiếm. Tôi đi lanh quanh để chụp vài tấm hình lưu niệm. Khi chụp được mấy tấm, và lúc mọi người đang đọc kinh thì có bác tài xế cũng đứng đọc kinh mới vẫy vẫy tay ra hiệu gấp gáp cho tôi lại chỗ mọi người đang đọc kinh như là có một gì lạ xuất hiện tôi dừng máy và chạy đến thì bác tài cho biết khi vừa đọc kinh và thắp nhang xong thì một trái quýt trong chính trái quýt đang bỏ ở trên dĩa nó lăn từ trên dĩa xuống nó đẩy các cây nhang đang cháy rẽ qua hai bên và lăn đến vị trí giữa hai ủ đất dừng lại tại đó. Tôi nhìn kỹ về giật mình. Tại vì trái quýt, nó nằm đúng ngay vị trí con bún trắng lúc nãy đậu trước khi bay lên bầu trời. Theo kinh nghiệm của tôi, tôi nhận thấy đây là dấu hiệu thứ ba trùng khớp với nhau. Lần thứ nhất, chụp hình ông tại nơi đây có gương mặt ông xuất hiện. Lần thứ hai, con bướm đã đậu lên ngay chỗ đó. Và lần thứ ba, trái quýt đăng xuống, tất cả đều cùng một vị trí. Lúc này thì tôi chắc chắn là ông nằm tại đây và lập tức cho mọi người bắt đầu đào bới tìm kiếm. Trời thì giữa trưa rất nắng, đất rất cứng. Nhưng mà ba người dân địa phương phải công nhận họ rất nhiệt tình và họ có sức khỏe rồi cùng với chúng tôi đào bới những cái khối đất đá cứng nhắc lên. Từng sẻn đất được đưa lên sâu gần nửa mét, vẫn chưa thấy gì. Em gái của ông nóng lòng đứng bên cạnh yêu cầu chúng tôi đào lệch xuống dưới. Cô đứng ngồi không yên đi qua đi lại rồi quay lại lều để ngồi chờ. Khi đào tới độ sâu khoảng hơn nửa mét, khoảng gần sáu tắc. Thì chỗ đất đang đào lộ ra một cái lỗ sâu sụp xuống. Lúc đó một cái mùi hôi thối như xác chết bay lên. Rùi nhặn bay vào trong cái lỗ đất sụp này. Tôi mới nhảy xuống hố đất đang đào, dùng xẻng khoét cái lỗ đất ra. Thì hai đốt xương sống cổ lăn xuống. Rùi càng bâu vào cái chỗ xương cốt này, Dần dần tôi khoét rộng ra thì phát hiện được tư thế của một người nằm co ro. Tôi không thể ngờ được gần 70 năm nhưng hài cốt vẫn còn nhận diện khá rõ. Sau khi tôi và cậu kiểm tra kỹ càng vị trí và mẫu xương cốt, tôi leo lên bờ chạy vào trong lều gọi to em của ông. "Bà ơi, đã tìm thấy ông rồi." Bà vui mừng khôn xiết chạy đến chỗ mọi người đã tìm thấy hài cốt để kiểm chứng huyết thống trên xương cốt người thân. Tôi và bà cùng cắt tay lấy máu nhỏ vào xương cốt đã tìm thấy. Khi máu của tôi nhỏ vào xương cốt thì giọt máu động lại trên bề mặt xương cốt. Khi máu của bà nhỏ vào xương cốt thì giọt máu thấm lan rộng vào xương cốt xin mở ngoặt nói theo cái nguyên tắc thử máu nếu máu thấm vào xương cốt thì giữa người sống và người chết có mối quan hệ quyết thống khi tôi thông báo đây là hài cốt của ông thì bà sụp xuống chạy lại túc lều tạm khóc thương ông vì cho đến hôm nay bà đã biết ông chết đau đớn ở một nơi xa xôi không ai hay biết không khí ảm đạm thương tiếc bao trùm lên toàn bộ con cháu, những người có mặt. Vui vì được tìm thấy, nhưng đau buồn cho số phận không may mắn của ông. Chúng tôi dừng tay. Mọi người tụ tập tại lều tạm dùng cơm trưa. Ai cũng đã đói lạ rồi. Mọi người ăn thật là nhanh. Cơm thì được nấu giả chiến. Và các đồ ăn cũng vậy. Ăn để lấy năng lượng làm việc tiếp tục. Sau khi ăn cơm thật nhanh, mọi người quay trở lại hiện trường, tiếp tục đào bới tìm kiếm hết các phần xương cốt của ông còn lại, mới cho vào trong bọc vải đỏ. Thì công việc hoàn tất là lúc 5 giờ chiều. Với tư thế ông chết mà nằm co ro, nhưng mà nó không có đầy đủ. Cái bọc cốt đỏ được giao lại cho em gái của ông ôm vào lòng để đưa về Sài Gòn. Thu dọn dụng cụ Lều trại Mọi người chuyển đồ lên xe Và đưa ông về nhà Thì có một vài điều Bất trắc xảy đến Chủ tịch xã địa phương hồi sáng Khi chúng tôi xin phép gọi điện yêu cầu Chúng tôi đưa hài cốt của ông về địa phương Thì ờ, Xin phép Thì ờ, đã gọi điện thoại Yêu cầu chúng tôi đưa hài cốt Của ông về địa phương làm thủ tục báo cáo Rồi mới được cho về nhà thì sau nhiều cuộc trao đổi qua lại trên điện thoại, chúng tôi đã quyết định đến nhà vị chủ tịch này để trình bày. Nhưng khi đến nơi thì ông lại không có ở nhà. Chúng tôi nhắn lại thông tin và cho xe lăn bánh đưa ông về nhà. Xe chạy được khoảng năm chục cây số thì người em gái của ông đang ôm hài cốt bỗng nhiên la lên. Sao hài cốt của ông bà không thấy phần đầu ở đâu? đây là điều xác nhận đúng và mọi người phải công nhận rõ ràng chúng tôi có thu thập những cái phần xương của bộ hài cốt nhưng mà không thấy phần xương đầu không thấy đầu ở đâu cả thật là nhanh tay tôi mở lại tấm hình cuối cùng chụp với mọi người tại vị trí đào chỗ gốc cây trước khi ra về không thể tưởng tượng được tôi phát hiện ra ngay trong cái tấm hình chụp chỗ bụi cây mà ông đã xuất hiện tôi thấy rõ cái hình đầu nằm ngay bên gốc cây đang xì nhìn kỹ thì thấy rõ khuôn mặt của ông rất buồn biết cái đầu còn nằm lại dưới gốc cây tôi báo cho mọi người thông tin này thì ai nhìn vào tấm hình cũng thấy rõ các bạn nhìn đây cũng thấy rõ đây là tấm hình mà khuôn mặt của ông rất buồn với cái đầu còn nằm lại dưới gốc cây. Cái khuôn mặt nó hiện ra ngay trên nền đất rõ mồn một. Do xe chạy rất xa và trời đã tối nên chúng tôi cũng không có quay lại. Tiếp tục đưa ông về nhà vì hài cốt lâu năm với sự tìm kiếm vẫn không thể hoàn thiện một cách tuyệt đối được. Xe về tới Sài Gòn lúc 11 giờ khuya vì nhà tôi tại quận 9, mọi người đưa tôi về trước rồi mọi người còn lại mới đưa ông về để trong nhà cậu ở gò vấp để chờ ngài đưa hài cốt ông vào nhà thờ chôn cất qua cái phần hài cốt được tìm thấy mà không còn nguyên vẹn với cái tư thế mà nằm co ro không đầu thì mọi người hiểu ra cái hoàn cảnh khi ông mất là như thế này khi ông băng qua ngọn núi, rẽ về hướng ngã tư cam ranh được năm cây số thì đến khu vực bãi đất trống có nhà máy và cây cầu sát bên mà hiện nay chúng ta đã thấy thì khi đến đó đã bị giết đầu bị chặt quăng vào gốc cây và thân xác thì bị quăng xuống mương sát bên nằm co cúp ông nằm đó cho đến nay qua thời gian cầu đường được sửa chữa bồi đắp thành hai ủ đất lớn với một cây to ở giữa cuối cùng thì cái sự khao khát tìm kiếm đã cho chúng tôi tìm thấy người ông thân thương sau nhiều năm mất tích bí ẩn và nay thì ông cũng đã có nhà cửa nghỉ ngơi chờ đợi ngài được giải thoát được trở về với người thân thương của mình qua hành trình tìm kiếm tôi nhận thấy ông luôn hiện diện sự chết không mất đi mà luôn tồn tại tồn tại với những người khao khát tìm kiếm về cội nguồn người thân chết đi nếu không có sự khao khát tìm kiếm thì sẽ không bao giờ tìm thấy người chết bị mất tích có buồn không khi họ không được người thân tìm kiếm tôi thấy nếu người thân không có khao khát tìm kiếm thì người chết vẫn tồn tại họ rất buồn nhưng không trách người thân của mình mà tiếp tục níu kéo những người ở gần vị trí thất lạc để được người sống giúp đỡ để họ được tìm thấy được siêu thoát khi ông được trở về gia đình thân thương vẫn có một số người không đồng tình cái cách tìm kiếm của tôi và cho rằng đây không phải là người ông thân yêu xấu xố của họ tôi không phủ nhận điều này tôi lúc nào cũng luôn dùng cái khả năng và sức lực của mình để mang lại niềm vui cho người có sự khao khát tìm kiếm cội nguồn giúp cho người chết được siêu thoát dù nói thế nào đi chăng nữa thì nay ông đã có nhà ông sẽ được siêu thoát sẽ đỡ tuổi thân hơn là nằm lại giữa rừng xa xôi hoang vắng co cúp thân người như chúng ta đã tìm thấy tôi biết ông rất vui vì các việc này cái việc thứ nhất mà làm cho ông vui nó thể hiện bằng cách chúng tôi thấy được đêm đưa hài cốt ông về nhà cậu tôi xuống xe về nhà trước ở quận 9 sau đó mọi người mới đi tiếp khi quét dọn vệ sinh xong tôi vào phòng ngủ bước vào phòng sát bên giường chỗ tôi ngủ là xuất hiện một người đàn ông dáng nhỏ mặc một bộ quần áo màu nâu và sau đó biến mất tôi biết đó là ông đã về báo cho tôi biết ông đang đồng hành với tôi về cái việc thứ hai khi mà cậu đưa hài cốt ông về gò dấp vì chưa chuẩn bị sẵn phòng nên cậu đã bỏ hài cốt của ông vào cái hộp thật đẹp và bỏ vào trong một cái phòng nhỏ đêm đó ông đã xuất hiện chắp tay sau lưng đi vòng quanh nhà thăm phòng từng người và cho mọi người nhìn thấy ông. Việc thứ ba, khi hài cốt của ông được đưa về, em gái của ông nói với tôi một cái ước muốn là bà muốn tôi phát quả chân dung của ông. Mà cái hình ảnh đó đã xuất hiện dưới gốc cây để cho bà có hình ông để thờ cúng. Đây là cái hình mà tôi chụp khi mà tôi đứng chỗ gốc cây có cái hình của ông hiện ra rõ ràng ở dưới gốc cây có cái hình đó tôi đã nhận lời và đã nhờ một số họa sĩ phát họa chân dung của ông dựa trên cái bức hình mà ông đã xuất hiện nhưng họ đều không nhìn thấy và không vẽ được dù tôi mô tả nhiều cách với một sự tâm quyết với ông Tôi luôn tin ông sẽ chỉ lối cho tôi tìm thấy người họa sĩ này. Và niềm vui thật sự đã đến là vào năm 2018. Trong một dịp quen biết, tôi đã gặp được cô em gái rất nhỏ nhưng có tài vẽ rất đẹp. Tôi đã trao đổi với em là tôi có ước muốn vẽ chân dung của ông dựa trên cái hình ông xuất hiện. Đây là cái hình của ông, các bạn có thể xem lại. Mà chính em gái nhỏ này nhìn cái hình này ban đầu tuy sợ nhưng sau đó em đã nhận lời. Quả thật sau một tuần phát quả thì em đã vẽ được chân dung của ông rất thật và đẹp. Tôi cũng đã hoàn thành ước nguyện cho bà và cùng có hình để thờ ông. Đó, đây là cái hình chân dung mà đã vẽ ra để thờ được. Ở chính suối chắc chắn ông rất vui nguyện sinh ân trên ban chồng được bình an và sớm được siêu thoát tới đây thì xin nói thêm hiện giờ có hai người giữ tấm hình này và thờ tôi giữ một tấm hình để thờ vì tôi nghĩ tới ông và một người nữa là bà tức là em của ông thờ chỉ có hai người cho tới đây thì mọi người sẽ thắc mắc một điều khi đem thi hài của ông về cái phần tro cốt còn lại cái phần xương cốt còn lại thì mọi người mới khám phá một điều là còn cái đầu của ông chưa mang về còn cái đầu của ông chưa mang về và khi nhìn lại trong cái hình thì thấy rõ ràng cái gương mặt của ông nơi đó rất buồn nó hiện rõ ràng ngay cái chỗ đó cái đầu nơi đó mà chưa có mang về câu hỏi đặt ra là mọi người có trở lại đem cái đầu về không sau đó dự định trở lại nhưng không thực hiện được nó có những cái nguyên nhân khách quan chủ quan có trong gia đình cũng có. Và có người sợ vì đã thấy được ông. Ngay chỗ này có người sẽ hỏi rằng như vậy khi thấy được ông thì hình dạng ông ra làm sao? dáng người nhỏ thó mặc bộ đồ nâu như hồi nãy đã nói. Thế thì ông không đầu thì khi hình dạng nó ra làm sao? nếu cái đầu chưa mang về thì lúc đó cái gương cái hình dạng của ông chỉ là hình dạng của con người nhưng không thấy rõ cái gương mặt điều đó cho thấy rằng cái đầu chưa mang về yeah. nó có cái sự xui khiến trong đó mà cho đến giờ phút này đã quyết định là không đi tìm cái đầu của ông thứ nhất là ở trong nhà có người không đồng tình không muốn có những cái nguyên nhân đặc biệt vì vấn đề tế nhị tôi cũng không trình bày ra đây mà thôi trong nhà người lớn đã không muốn thì mình cũng không nên tìm giả lại chúng tôi có suy nghĩ kỹ điều này mà có lẽ ông cũng rất vui cái đầu nằm ngay chỗ nguyên một cái cây bự lớn mọc lên cái rễ năng như vậy nếu cái đầu của ông liền ở dưới đó thì cũng không còn đâu. Không còn cái gì để lấy được hết. Với cái sự lớn mạnh của cái gốc cây lớn như vậy, cái rễ như vậy. Thôi, nó cũng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Nói thì nó hơi lớn nhưng mà nói là giống giống như vậy. Có khi lòng người không muốn mà nhiều khi ông cũng không muốn. Bởi vì nó còn đâu mà lấy được nữa. Mà đào cái gốc cây, cái rễ đó làm sao mà đào cho nổi. Phải không nè? cho nên tới đó cũng đủ rồi. Ít ra, ông cũng đã cho mọi người thấy, chứng tỏ rằng ông cũng hài lòng với cái việc mà chúng ta đưa về. Tin hay không? Có người trong gia đình không tin. Do vấn đề tôn giáo cũng có. Do vấn đề, vấn đề trong gia đình cũng có. Hay là những cái, cái cái tình cảm như là mình không không nói được nha nhưng mà có cũng có cái sự không đồng ý Thôi thì Đã gần một tiếng rưỡi đồng hồ qua Mong rằng Cái câu chuyện tâm linh Lần này Việt Thảo kể cho các bạn Của người Sài Gòn Với cái chủ đề là tìm về cội nguồn Đi tìm cội nguồn Nằm trong kho tàng chuyện ma dân gian kỳ 45 Đến đây xin được tạm ngưng tôi biết câu chuyện đó hơi dài tôi cũng xin lỗi không có được mạch lạc hơn nữa được thứ nhất là thời gian khá dài hình ảnh thì tôi cố gắng để cho các bạn xem cho rõ nếu các bạn nào nghe xem và chưa rõ thì nên quay lại qua câu chuyện này tôi chỉ muốn tâm tình thêm một điều Tôi đã chuẩn bị câu chuyện này khá lâu Nhưng mà không hiểu tại sao tối đêm nay Bỗng dưng tôi lại có cái cảm hứng Là phải bất cứ giá nào thực hiện cho bạn được Để cho mọi người nghe Và như tôi đã nói nếu có sự trùng hợp Coi như là ngẫu nhiên tình cờ Và xin tha thứ Còn một điều cuối cùng tâm quyết của tôi Như đã nói Nếu có thấy những cái gì bất thường trong đời sống Có những chuyện lạ nên tìm hiểu căn do và nếu được có thể giúp cho những người đã quá vãng, những người đã mất đi và họ muốn được siêu thoát hay họ cần sự giúp đỡ, chúng ta làm được điều gì nên làm. Một lần nữa cảm ơn người Sài Gòn đã cho ta những thông tin này, kể cả hình ảnh chính xác và câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và có thời gian, việc Thảo sẽ thực hiện tiếp những chuyện ma hay chuyện tâm linh trong kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you and I love you. Những người khách nào mà có anh mà từ đây cho tới cuối tháng 8 cứ vô đây ăn không cần biết là subscribe từ lúc nào hay là subscribe ngay cửa trước khi bước vô mà cứ đưa em coi cái phone mà thấy có subscribe cái channel youtube của anh Thảo em sẽ bớt 10% cái gì ừ. thiệt quá hả một một tiệc hai chục người vô đây em vẫn bớt như thường Ê, dạ. ê, dạ. hey, cái Thôi này là mít sub... chứ Cái này là không phải subscribe dạ. mà mít subscribe Mít <laughs> <Bí> subscribe <laughs> for you. me dạ. Tức là các bạn Ai từ đây tới tháng 8 Dạ Từ cho tới tháng 9 đi Từ đây tới tháng 9 đi Từ đây tới Được. tháng 9 đến mùa hè nha Nếu ai mà subscribe channel youtube Việt Thảo tức là đăng ký channel youtube của Việt Thảo đến nhà hàng Fairy Restaurant ăn sẽ được discount 10% không cần biết bao nhiêu người vô bao hết nguyên cái tiệm 100 người cũng Đông. vậy discount yeah. 10% yeah. nhớ nghe các bạn subscribe channel youtube của Việt Thảo từ đây đến tháng 9 đến ăn ở nhà hàng Fairy được discount 10% yes thank you ok Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu Hải sản đổ già là trung tâm đầu mối chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản thiên nhiên 100% được đánh bắt từ vùng biển của Nova Scotia ở Canada. Được nhập trực tiếp từ Canada, các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được bảo quản với trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất với các kho chứa hàng, bể nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn xuất nhập khẩu của thế giới. Hải sản đổ già nơi phân phối trực tiếp tôm hùm đến các cửa hàng bán sỉ và lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn cõi Việt Nam với giá cả tốt nhất. Hải sản đổ già ở địa chỉ số 33 đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0898 303 799 hoặc 0985 11 7676. Việt Thảo sẽ được hận hành giới thiệu. Xin kính chào quý vị. Tôi là Alicia Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi. Đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alyssa đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Diệt Thảo, chuyện bên lề số 790 đến 794 nhớ vào xem. Đó là cuộc sống, đó là quyền lợi của quý vị. Nhớ vào xem nha. Alyssa xin được cảm ơn. Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh đăng là dược sĩ này, anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng thanh hình quạt chữ Kengen đó tiếng Nhật dịch ra dịch ra đó là return to origin trở lại nguồn nước nguyên thủy. Của... mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến thực thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải máy nước này sẽ làm đụng phân nước nhỏ lại 4-6 lần Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ thiệt cao Còn Đó là Kangen Water Nước tinh khiết, tinh chất uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật nhiều ủng hợp Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và anh ở số điện thoại là 714 883 8738 Jennifer lúc nào cũng thử sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn Quý vị nhớ thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống Hello Việt Thảo xin chào các bạn Trước hết cho Việt Thảo được cảm ơn các cơ sở thương mại cũng như những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện minh lệ của Việt Thảo Và đặc biệt cảm ơn các bạn đã donate cho kênh youtube của Việt Thảo Qua những chuyện minh lệ nếu các bạn thấy là niềm vui là nhịp cầu đến với tất cả mọi người thì xin các bạn nhớ subscribe tức là đăng ký trên channel youtube của Việt Thảo và khi đăng ký rồi hay subscribe rồi xin nhớ click vào cái chuông để cho nó báo cho các bạn biết mỗi khi có video clip mới của việt thảo được upload lên youtube xin được cảm ơn thank you